Xin chào tất cả các bạn học sinh. Chào mừng các bạn đã trở lại với khóa học 5 phút học văn mỗi ngày trên channel Học Văn Văn Học. Các bạn đừng quên ấn nút đăng ký và theo dõi để cập nhật những video hoàn toàn miễn phí của thầy. Thầy hy vọng rằng với 5 phút học văn mỗi ngày sẽ giúp cho các bạn có thể tự tin và tiến bộ từng ngày. Ở bài học trước, thầy vừa mới chia sẻ cho các bạn cách thức để chúng ta có thể nhận diện được các phong cách ngôn ngữ của văn bản. Ngày hôm nay, thầy sẽ tiếp tục giúp cho các bạn nhận diện tốt được các phương thức biểu đạt. Thầy sẽ tóm tắt lý thuyết về phương thức biểu đạt một cách đơn giản và dễ hiểu nhất. Các bạn hãy sử dụng giấy và bút để ghi chép lại một số những thông tin và kiến thức cơ bản. Đầu tiên, chúng ta thấy câu hỏi nhận diện phương thức biểu đạt là một câu hỏi rất phổ biến, nhất là với các dạng đề đọc hiểu. Và đây là một nội dung thuộc kiến thức tiếng Việt cấp trung học cơ sở. Khác với phong cách ngôn ngữ thì chúng ta thấy rằng là mỗi văn bản hoàn chỉnh thường chỉ thuộc về một phong cách ngôn ngữ. Nhưng điều lưu ý đó là một văn bản có thể sử dụng kết hợp nhiều phương thức biểu đạt để thực hiện mục đích của người viết. Vì vậy, một văn bản bao giờ cũng gồm có một phương thức biểu đạt chính và các phương thức biểu đạt hỗ trợ. Nếu được bài yêu cầu nêu phương thức biểu đạt chính, thì bài làm chỉ nêu một phương thức biểu đạt. Nếu như đề bài yêu cầu kể tên, liệt kê hoặc nêu các phương thức hoặc những phương thức, thì chúng ta phải nêu tất cả các phương thức biểu đạt. Có 3 phương thức biểu đạt được ưu tiên lựa chọn trong đoạn đọc hiểu văn bản ở đề thi Trung học phổ thông quốc gia mà chúng ta phải lưu ý, đó là tự sự, biểu cảm và nghi luận. Khi có một câu hỏi ở dạng này, bạn hãy tập trung để ý đầu tiên tới 3 phương thức biểu đạt trên. Và để xác định được các phương thức biểu đạt cần có, chúng ta căn cứ vào thể loại văn bản, nội dung của văn bản, ngôn ngữ, lời văn, mục đích của văn bản. Cụ thể, văn bản thuộc phương thức biểu đạt tự sự có mục đích trình bày một chuỗi các sự việc có diễn biến và kết thúc, thể hiện một ý nghĩa tư tưởng nào đó. Vì vậy, ba yếu tố cơ bản của một văn bản thuộc phương thức biểu đạt tự sự đó là bao giờ cũng phải có nhân vật, có đối thoại, có diễn biến và có kết thúc. Văn bản tự sự có thể kết hợp với văn bản biểu cảm và nghi luận. Phương thức biểu đạt biểu cảm, mục đích của nó đó là trình bày tư tưởng tình cảm của nhân vật hoặc của tác giả. Vì vậy, ba yếu tố cơ bản của phương thức biểu đạt biểu cảm đó là thường được kể hoặc nói ở ngôi kể số 1. Hình thức thường là độc thoại nội tâm và trình bày những tư tưởng, cảm xúc của người viết. Cuối cùng, quan trọng và thường xuyên bắt gặp đó là phương thức biểu đạt nghị luận. Nghị luận, như chúng ta đã biết, đó là dùng để bày tỏ quan điểm, nhận xét, đánh giá về vai trò, ý nghĩa, thực trạng của một sự việc trong đời sống hoặc là trong văn học. Vì vậy, để một văn bản nghị luận trở nên thuyết phục, bao giờ cũng gồm có các yếu tố đó là luận điểm, luận cứ, lý lẽ và dẫn chứng. Lưu ý quan trọng của thầy với tất cả các bạn đó là nếu như đề bài yêu cầu nêu phương thức biểu đạt chính thì bài làm chúng ta nêu một phương thức biểu đạt. Nếu đề bài yêu cầu chúng ta kể tên, liệt kê hoặc nêu các phương thức biểu đạt, những phương thức biểu đạt thì chúng ta nêu tất cả các phương thức, trong đó có một phương thức biểu đạt chính và các phương thức biểu đạt hỗ trợ.
dụ, đối với một văn bản truyện thì phương thức biểu đạt bao giờ cũng là phương thức tự sự. Nhưng trong một văn bản truyện cũng có thể kết hợp các yếu tố phương thức biểu đạt biểu cảm hoặc miêu tả. Ví dụ, một văn bản thuộc truyện ngắn Vở Nhặt của nhà văn Kim Lân. Ở đây tác giả có thể sử dụng nhiều phương thức biểu đạt khác nhau. Ví dụ, cái đói đã tràn đến xóm từ lúc nào, những gia đình từ vùng Nam Định, Thái Bình đội chiếu lũ lượt bồng bế, dắt díu nhau lên xanh xám như những bóng ma, và nằm ngổn ngang khắp lều chợ, người chết như ngả dạ. Không buổi sáng nào người trong làng đi chợ, đi làm, không gặp ba bốn cái thây nằm còng queo bên đường. Không khí vần lên mùi ẩm thối của rác rưởi và mùi gây của xác người. Thì ở đoạn văn bản này, tác giả sử dụng phương thức biểu đạt đó là miêu tả. Hay là một đoạn văn bản khác: bà lão cúi đầu nín lặng, bà lão hiểu rồi, lòng người mẹ nghèo khổ ấy hiểu ra biết bao nhiêu cơ sự, vừa ai oán xót thương cho số kiếp đứa con mình. Chao ôi, người ta dựng vợ gả chồng cho con là lúc trong nhà ăn nên làm nổi, những mong sinh con đẻ cái, nở mày nở mặt sau này, còn mình thì... Đoạn văn bản trên, tác giả Kim Lân lại sử dụng phương thức biểu đạt, biểu cảm. Đối với một văn bản thơ ca thì phương thức biểu đạt bao giờ cũng là phương thức biểu cảm. Tuy nhiên, tác giả có thể kết hợp phương thức biểu cảm với nhiều phương thức biểu đạt khác, ví dụ như miêu tả, tự sự hay là nghị luận. Thầy ví dụ như văn bản Tây Tiến, nhà thơ Quang Dũng đã sử dụng rất hiệu quả phương thức biểu đạt, miêu tả. Ví dụ trong đoạn thơ: dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm, heo vút cồn mây súng người trời, ngàn thước lên cao ngàn thước xuống, nhà ai pha luông mưa xa khơi. Hay trong đoạn trích Đất Nước của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, tác giả đã sử dụng rất hiệu quả và thể hiện rõ phong cách thơ trữ tình chính luận của mình. Ví dụ trong đoạn thơ: đất là nơi anh đến trường, nước là nơi em tắm, đất nước là nơi ta hò hẹn, đất nước là nơi em đánh rơi chiếc khăn trong nỗi nhớ thầm, đất là nơi con chim phượng hoàng bay về hòn núi bạc, nước là nơi con cá ngư ông móng nước biển khơi. Đây là đoạn thơ kết hợp phương thức biểu đạt biểu cảm với phương thức biểu đạt nghị luận. Hoặc trong một số bài thơ, ví dụ như bài Nhớ của tác giả Hồng Nguyên, thì có sự kết hợp giữa phương thức biểu đạt biểu cảm với phương thức biểu đạt tự sự. Ví dụ: lũ chúng tôi bọn người tứ xứ, gặp nhau từ hồi chưa biết chữ, quen nhau từ buổi 1-2, súng bắn chưa quen, quân sự 10 bài, lòng vẫn cười vui kháng chiến, lột sắt đường tàu, rèn thêm đao kiếm, áo vàng chân không, đi lùng giặc đánh, 3 năm rồi gửi lại quê hương, mái lều danh, tiếng võ đêm trường, luống cày đất đỏ, ít nhiều người vợ trẻ mòn chân bên cối gạo canh khuya. Đối với văn bản thuộc phương thức biểu đạt nghị luận, tác giả thường sử dụng các dẫn chứng để luận điểm của mình đưa ra được thuyết phục hơn. Những dẫn chứng này có thể là một câu chuyện thuộc phương thức biểu đạt tự sự. Tuy nhiên, phương thức biểu đạt chính vẫn là nghị luận. Thầy ví dụ: một kỹ sư đã tính được rằng với một thanh sắt nặng 5 kg, chúng ta có thể làm được một trong các việc sau đây. Nếu làm đinh sẽ bán được 10 USD. Nếu làm kim may sẽ bán được 300 USD. Còn nếu dùng làm cái lò xo đồng hồ sẽ đem lại được 25.000 USD. Mỗi ngày đều cho chúng ta 24 giờ bằng nhau. Còn sử dụng những nguyên liệu đó như thế nào, dùng chúng để làm gì là tùy thuộc chúng ta. Thời gian
là một trong những thứ hiếm hoi duy nhất mà khi đã mất đi rồi, chúng ta không thể nào tìm lại được. Tiền bạc mất đi có thể tìm lại được, ngay cả sức khỏe nếu mất đi cũng có khả năng phục hồi. Nhưng thời gian sẽ không bao giờ quay trở lại. Đoạn văn bàn về giá trị của thời gian, vì vậy phương thức biểu đạt chính đó là phương thức biểu đạt nghị luận. Câu chuyện một kỹ sư thuộc phương thức biểu đạt tự sự, tuy nhiên nó chỉ là minh họa cho luận điểm của tác giả ở bài viết mà thôi. Vừa rồi, thầy đã giới thiệu cho các bạn 6 phương thức biểu đạt chính và giúp cho các bạn nhận diện được những phương thức biểu đạt thường xuyên xuất hiện trong đề thi của đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Thầy hy vọng rằng với những lưu ý trên, các bạn hoàn toàn có thể tự tin đạt được điểm tối đa ở câu hỏi nhận biết này. Đây là những câu hỏi dễ nhất thuộc cấp độ đơn giản và chúng ta chỉ nên dành 1 phút để làm câu hỏi này và tuyệt đối tránh những sai sót để những mất điểm không đáng có. Thầy xin chào và tạm biệt tất cả các bạn. Đừng quên ấn nút like và chia sẻ video ngày hôm nay để giúp cho các bạn có thể tự tin và chinh phục được bất cứ một dạng đề, bất cứ một dạng câu hỏi nào trong kỳ thi sắp tới.